Tài liệu được công bố ngày 4 tháng 7 nêu rõ Hội đồng Nghị viện OSCE xác định các hành động Wagner có thể được coi là khủng bố về bản chất và ý định. Do đó, việc chỉ định Wagner là một tổ chức khủng bố được nhà nước tài trợ là phù hợp. Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên OSCE sử dụng tất cả các công cụ trong nước và quốc tế, bao gồm cả những công cụ được thiết kế để chống khủng bố, để chống lại sự hiện diện gây hại của Wagner. Hội đồng Nghị viện châu Âu OSCE cũng thực hiện thúc đẩy việc làm rõ trách nhiệm của Nga. Nga, Mỹ, Ukraine, phần lớn châu Âu và một số nước khác là thành viên của OSCE. Đây cũng là tổ chức hợp tác định hướng an ninh lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, quan hệ giữa Nga và Hội đồng Nghị viện OSCE đã căng thẳng sau khi xung đột bùng nổ ở Ukraine. Trước đó, Ukraine đã nhiều lần hối thúc Mỹ bổ sung Wagner vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Các đề xuất này cũng được một số nghị sĩ Mỹ nêu ra. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về vấn đề này vẫn thuộc về Bộ Ngoại giao Mỹ. Mặc dù chưa đưa Wagner vào danh sách đen, Washington đã nhiều lần áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Wagner và các cá nhân liên quan.